Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, vào sáng nay, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Phong. Đã có nhiều kiến nghị góp ý về xây dựng luật đất đai sửa đổi và luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được cử tri Yên Phong gửi tới đoàn. Liên quan tới dự án luật đất đai sửa đổi, cử tri Yên Phong kiến nghị về điều kiện về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, đề nghị cho phép ban hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho nhà nước và đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư tại khoản 3 điều 80, khoản 5 điều 87. Luật 2023 dự kiến sửa đổi thì chúng ta sẽ phê duyệt phương án bồi thường trước, sau khi công khai rồi chúng ta mới quyết định việc thu hồi đất. Do vậy mà trong trường hợp mà người dân người ta đồng ý thu hồi đất, bàn giao đất để thực hiện dự án thì làm gì chúng ta phải chờ cái việc mà bồi thường hỗ trợ tái định cư xong, trong khi đó thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư nó rất là dài, rất là phức tạp, thậm chí người dân có đất ở chỗ xây dựng tái định cư người ta chưa nhận tiền thì không thể có đất tái định cư được. Và trong khi cái công trình dự án của chúng ta là người dân người ta muốn người ta nhận tiền và người ta đồng ý với mức hỗ trợ. Tính đến tháng 10 năm nay, trên địa bàn huyện Yên Phong có 33 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên với số tiền trên 13 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp chưa phá sản, chủ bỏ trốn đã dừng hoạt động 2 doanh nghiệp với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trước thực trạng trên, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong kiến nghị sửa đổi quy định về xử lý vi phạm về trốn đóng bảo hiểm xã hội trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nên bổ sung một số chế tài mạnh hơn, có thể xử lý hành chính, có thể xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội như hành vi trốn thuế. 2. Đối với doanh nghiệp chờ phá sản, chủ bỏ trốn đã dừng hoạt động nên bổ sung phương án giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận các kiến nghị trách nhiệm của cử tri tại buổi tiếp xúc, đồng thời cũng chia sẻ thêm tới cử tri Yên Phong về quá trình xây dựng pháp luật, khẳng định Quốc hội luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xác đáng, có cơ sở của nhân dân, cử tri trong quá trình xây dựng luật.